bạn thân mến, Chuyện Vùng Cao hiện nay đang có mặt tại Sán Trồ. Và ngày hôm nay khi quay trở lại Sán Trồ vào thăm nhà em Mỉ thì mọi người có thể thấy đây. Ngày hôm nay thì trời khá là sương mù. Đang là đầu đông ấy mọi người, nên là trời lạnh và khá là nhiều sương mù. Và hôm nay thì quay trở lại nhà em Mỉ thì Chuyện Vùng Cao là đồng hành với lại em Chao Vlog. Và hiện giờ thì Chao đang ở trong nhà Mỉ rồi mọi người ạ. Chuyện Vùng Cao quay trở lại trong lũng cú để mua một chút thịt vào nhà Mỉ nấu cơm mọi người ạ. Thì Trường thì đi vào trong trước. Bây giờ thì mời mọi người nhé, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào trong nhà của Mỉ. Hôm nay vào đây thì sương mù khá là dày đặc, cũng như là mọi người có thể thấy là cái đường đi, đường là ướt. Và cái đường này, đường bê tông ấy, khá là trơn đấy mọi người ạ. Ở trong lũng cú thì là có cái phiên chợ. Không biết là hôm nay vào trong đây, trong nhà Mỉ ấy, thì có gặp được Mỉ không hay là Mỉ đi chợ rồi ạ? Chào em nhá. Em đi đâu đấy? Em đi chơi à? Chú vào trong xóm mình chơi. Hôm nay em không đi học à? Không đi à? Hôm nay các bạn đâu hết rồi mà gặp mới mình em thôi. Mọi lần chú vào đây là ở trong xóm mình có rất nhiều em nhỏ mà. Thế mọi người đâu hết rồi? Đi về rồi. Đi về rồi à? Có nghĩa là có lẽ là hôm nay trời lạnh, sương mù quá nên là các cháu là về nhà hết. Nên là cậu bé này cũng nói là đi về rồi. Em ăn kẹo không? Ăn kẹo nhá. Thế chú là... mày nói là kẹo thôi nhưng mà chú sẽ cho bánh. À đây này, đây lại có thêm cậu bé nữa. Ui rồi kìa. Đây có cả một em bé nữa. Đây cho em nhá. Xin chưa? Xin hả? Lần sau người lớn thì ai cho thì cháu phải nói là cháu xin chú nhá. Rồi. Đây của em này. Đi xuống dưới này, phía dưới này thì đoạn đường xuống phía dưới nhà Mỉ dưới này thì là hơi dốc mọi người ạ. Dốc mà hôm nay trời mưa đấy, như em nói ở đầu video. Đây là đường bê tông này khá là trơn. Và cái đoạn đường này mọi người có thể thấy đây, cái dòng rêu. Cái này đi xe máy ấy, thì cái lốp cao su ấy nó sẽ rất là trơn. Đây đi bộ là cũng phải rón rén từng tí một đấy. Em Chao thì em mới đi vào trước rồi. Không biết là đã gặp Mỉ chưa. Và một đoạn đường bê tông đến đây thì là đường đất cỏ. Cao, anh cũng là một cái cầu nối nhá, giúp Cao rất nhiều công việc. Và Cao đã nhờ anh ấy mua thịt đen đúng không? Thịt lợn đen. Rồi mấy anh em vào ấy, vào trong nhà Mỉ thì là lúc đi sáng đi sớm thì ngoài chợ Đồng Văn thì chưa có thịt. Và đến đây thì em Trường, em Cao có nhờ mình đi vào trong cửa lũ cú mua thịt. Anh mua đúng hơn 2 cân tí. Thế cho mấy anh em mình nấu cơm nhá. Thì làm món gì em? Anh không biết được, đang muốn rồi mà hỏi bố Mỉ xem, bố Mỉ nhà em luộc thì nhạt lắm nhỉ. Rang. Rang. Rang kiểu gì bây giờ? Rang hoặc là nướng. À nướng đi. Nướng. Nướng có mất nhiều thời gian không? À, nhà có than bây giờ thì anh nghĩ là không mất nhiều thời gian đâu. Rồi thế nướng đi để cho nó khác biệt. À thế nhân viên ra rửa rau. Dạ em nấu cơm đi. Nấu cơm đi. Cái này rồi rửa bát là xuống. Thì cũng khác hơn sang đầu, màu cứ hồng hồng, hồng. Rồi rửa bát là chú nó màu vàng vàng. Mọi người nhìn một chai rồi rửa bát nó màu hồng nhìn nó lạ. Thường thường bây giờ rồi rửa bát ấy
Sơn Lai với lại cái hãng khác cái thì nó là màu vàng, màu xanh, nay lại màu hồng, rất là lạ. Xin giá thớt để là món thịt nướng mọi người ạ. Xuống cho chú ít nước. Em đi từ rồi, bắn hết nước vào chú à. Lấy gạo ở đâu về đấy? Nhà ông bà. Nhà ông bà đấy à? Ừ. Chú xin ít nước đấy. Giới thiệu mọi người đây là cái rau. Rau này là vừa rồi là em trao với lại Mỉ như là em súng đi ra ngoài vườn phía ngoài này hái về mọi người ạ. Cái chỗ này rửa xong chưa ở súng? Được rồi. Xem hôm nay có rau gì nhiều nào. Vẫn là cái ngồng cải trắng mọi người ạ. Đây ngồng cải trắng này. Đấy, hôm trước vào thì là mọi người thấy chuyện vùng cao ăn rồi đấy. Ăn cực ngọt luôn mọi người ạ. Đấy, và bên này có cả rau đậu Hà Lan này. Đấy, đặc sản của cao nguyên đá Đồng Văn luôn mọi người ạ. Rau đậu Hà Lan cực non và ngon luôn đấy. Hái một phần thịt ra để xào. Và cái phần thịt này thì nướng. Và nướng thì nó sẽ không phải nướng miếng mọi người nhé. Đấy, có hai phần nạc béo. Thì là em sẽ nướng thành tảng, gọi là nướng tảng luôn mọi người ạ. Đó, cắt miếng mỏng mỏng thôi. Sau đấy thì là nướng tảng ăn. Thịt lợn đen nó khá là béo. Chanh để ướp cái món nướng này luôn, vừa rồi thì ướp muối rồi. Nướng gọi là nướng tảng. Đấy, một lần nữa là cũng mong quý vị khán giả thông cảm nhá. Đấy, vào trong bản trong xóm thì không có găng tay nên là em phải dùng tay trần như để ướp thịt. Này, ướp xong một lúc thì để một lúc để cho nó ngấm gia vị. Sau đó là sẽ kẹp vào cái thanh ấy để nướng. Thanh nướng được tận dụng lại cái này đấy. Đấy, thanh nướng thì sẽ tận dụng lại cái này. Đấy, hôm trước vào nhà Mỉ thì sử dụng cái này để kẹp thịt nướng. Súng ơi, súng. Súng của chú rửa qua này nhá. Đây, rửa cẩn thận nhá, đứt tay nhá. Đấy, giúp chú rửa để chú chuẩn bị mấy món khác. Cái này là đun nước để mổ ngan đúng không? Sôi rồi đấy Mỉ ạ. Chú cho á? Để chú xuống để chú mổ đúng không? Cái này cơm chín chưa? Nóng quá. Tôi mời chú xem nào. Chín rồi. Cứ ủ đấy một lúc nhá. Nhớ xoay nhá. Đấy đúng rồi, vần. Đây mọi người ạ, chuyến nào vào trong nhà Mỉ á thì gia đình Mỉ cũng rất là nhiệt tình. Đấy, hôm nay vào thì bố Mỉ đi vắng. Đấy, anh Ná là đi trồng cây anh nhỉ? Đi trồng cây thông. Đấy, trồng cây thông. Cả thôn đi trồng. Đi cả thôn đi trồng. Mình đi góp công đấy đúng không? Đúng rồi.
Thế không phải trồng cho nhà mình đâu đúng không? Trồng cho cái đấy là trồng cho na trồng để tập thể thôi. Đấy, trồng trên rừng của tập thể. Vâng. Chắc là trồng ở có gần hàng rào biên giới không anh? Không, trồng ngay ở cái hai cái núi Tà Rát Mải ấy. À, hai, trên đấy đúng không? Ở trên đấy luôn. Chứ nữa là lọc lấy thịt, còn là cái bộ xương của nó thì mình sẽ nấu canh, nấu với lại cái rau cải như hôm nọ mình nấu em. Đúng rồi. Vâng. Nấu nhiều cái này ngon. Con này được mấy cân anh? Con này được cân 8. À, cân 8. Cân ngam này là ngam bé tí thôi, ngam thì không phải là lại to. To. Để lay cái mới to. Cái này là ngam ngam ta, ngam địa phương. Ờ thì nó bé tí. Cái này ăn ngọt lắm nhỉ? Vừa nói thì ngon mà. Vâng. Anh có vặt được hết cái lông măng không? Cái này thì chịu rồi. Chịu rồi. Thế này thì anh gì? Giờ cũng muộn rồi ấy, không thì em có một cái cách để mà biết rồi nhưng mà mình làm lấy cái xác kia. Đúng, chính xác. Thì nó nhanh được. Dùng cái sáp ong. Thế thì làm thôi nhé. Không, muộn rồi anh ạ. Thì mình làm thế thôi. Mình làm sáp ong đợi lâu lắm. Sáp ong thì vẫn có mà, nhưng mà kiểu là mình đua ở bếp luôn nữa. Vâng. Thì nó nhanh được. Đây là con của anh Cho đúng không? Vâng. Đây là hình như là hôm trước nói chuyện là tên là Vân đúng không? Đúng rồi. Còn đây là con của ai anh? Là con của anh. Cũng con của anh à? Vâng. À. Con này là con cả. Cái con này cả. Là út. Đây là út. Đứa là cả luôn. À, đây cũng là cả. Ừ. Thế nhà mình có hai đứa cả. Ừ. À, cả này là chị cả, còn đây là anh cả. Đúng rồi. À. Anh Cho ơi. Vừa rồi á, chuyến trước em vào đây á. Đấy, vào thăm Mỹ thì em làm một cái video ấy. Đấy, đăng lên thì mọi người cũng thắc mắc là không thấy mẹ của Mỹ ấy. À, để nó bỏ đi theo theo chồng rồi. Theo chồng à? Vâng, bỏ đi từ lâu rồi, năm ngoái rồi. À. Đi từ năm... Năm... Năm kia thì bắt đầu bỏ đi rồi. Năm kia? Ừ. Là cái năm dịch ấy nhỉ? Đúng rồi. À, bỏ đi theo chồng nghĩa là bỏ đi lấy chồng mới. Thế là kể từ ngày mà mẹ Mỹ đi lấy chồng mới thì... Thì vào lúc tháng 9 năm ngoái. Là từ năm ngoái. Vâng. Năm ngoái à? Hay năm kia chứ? Năm nay là năm 2024 rồi đấy. Năm kia. Đấy, đúng không? Đi đấy, đi từ năm 2023. Đúng. À 2022. 2022 vâng. Thì là đã đi theo đàn ông kia. Vâng. Đi lấy chồng mới. Và kể từ đấy thì là một mình anh Ná nuôi bốn chị em Mỹ. Vâng. Đấy mọi người ạ. À, ngày hôm nay vào đây thì em cũng xin phép chia sẻ đến mọi người về cái lý do đấy. Đấy, lý do là tại sao vào không thấy mẹ Mỹ. Thì như mọi người biết đấy, như anh Cho vừa chia sẻ thì là mẹ Mỹ đã đi lấy chồng hai và bỏ lại bốn chị em Mỹ cho anh Ná, bố của Mỹ ấy, đấy, chăm lo hoàn toàn. Khi mà đi lấy chồng đấy thì chị đấy có hay liên hệ với lại các cháu không anh? Không biết được, cái đấy thì chưa, cái đấy thì chú cho họ Mỹ có liên hệ được. Vâng. Thế chị ấy có khi nào chị ấy về đây để không thăm không? Không. Tôi không đâu đúng không anh? Ở bà ngoại chứ không vào. Ừ. Bà ngoại thì ngay đây này mà. À. Ừ. Thế là bà ngoại Mỹ được cũng ngay gần đây. Gần đây. Trước kia mới là ở người một nhà hết, nhưng mà bây giờ thì lái này thì à, khó nói lắm. Cũng khó nhỉ. Và chị đấy là bây giờ là đi lấy chồng là cũng không quay về nhà bà ngoại luôn. Vâng. Không về thăm ông bà ngoại của Mỹ luôn. Vâng, với lại là đây Mỹ với các cháu đây thì không biết có Mỹ với Lê Hạnh trên văn đồn các tổ không biết. Có lẽ là tin nhắn. Có lẽ là chị ấy tự thấy ngại đấy anh ạ. Ngại đấy. Vâng. Thật sự là cảm ơn anh Cho đấy, đã chia sẻ về cái lý do tại sao không thấy nhắc đến mẹ Mỹ và không thấy nói cũng như là không thấy mẹ Mỹ mọi người ạ.
thì có thấy về thì bảo chú về nấu cơm nấu nữa đó anh thì giờ này anh thì cứ mỗi lần nhà có khách là anh Ná đi vắng hoặc là bận này này nhờ anh cho đúng không? Ờ, bận hay là ở nhà cứ bảo anh về má bé đâu. Không, chắc là tại cái tay nghề của anh là cao. Đấy, hôm nọ ăn món thịt nướng là em biết rồi. Thì thật ra là anh thì có khái thì mình cái nào cũng nấu nướng nhiều rồi anh thì. Ừ, nhưng mà anh cho nấu ăn ngon mà. Bởi vì là anh Ná bảo ấy nè, vì là anh chưa nấu nhiều, chưa đi nhiều lắm thì chưa biết cái nào thì nấu phù hợp đấy. Vừa rồi em nói chuyện với lại anh Cho ấy, thì biết được cái lý do là tại sao bao nhiêu lần vào đây không thấy mẹ của Mỹ. Vâng. Thì chị ấy là cũng đi được hơn một năm. Vâng. Hơn suốt hơn một năm vừa rồi là một mình anh chăm lo cho bốn chị em mình. Ê, em hỏi thật là chị ấy có hay về thăm anh không? Không dám về đâu đúng không? Nhưng lo chê thì lo. Không về đâu. Chị đâu lo. Bây giờ là nhà Đồng Văn. À. Nhà Đồng Văn. Ôi, nhà Đồng Văn rồi á? À. Em vừa rồi Mỹ ra ngoài Đồng Văn học thì là không biết là chị ấy có ra tìm Mỹ không? Không à anh? À. Anh nếm thử chưa? Vừa rồi. Vừa muối đúng không? Vừa. Em xào xương cho muối tí muối này. Mặn quá thì không ăn được. Sợ mặn quá không? Nhà thì mình có biết làm được. À. Mặn này không biết rồi. Cái món ngồng rau cải nấu với lại xương ngan. Mỹ đâu rồi, mà ăn cơm ơi Mỹ. Chạy đi đâu? Cầm bát ra kia, chú lại tưởng là giống mấy em là cầm một bát lại ra ngồi riêng. Không. Hay là chú vào số ổ không làm ăn để ra ngồi góc kia này. Trường Đồng Cao và cả gia đình Mỹ cũng xin phép mời mọi người dùng bữa nhé. Đấy, bữa trưa ngày hôm nay thì khá là tươm tất mọi người ạ. Nói chung là rất là ngon, đặc biệt là khi mà cơn đói nó đã dâng cao rồi. Món gì cũng ngon luôn đấy. Anh ăn nhiều vào này. Không, anh cho thử cái miếng cái món thịt nướng này. Được, cho được, em được. Làm em có giống hôm trước anh làm cho em không? Được rồi, anh xin nhé. Vâng. Em để cả miếng, xong em nướng, sau đó mới thái anh ạ. Có ngon không? Có giống hôm trước anh làm không? Ngon. Đây, vào đây anh lấy thịt ra. Thịt này nó... nó để nó nhiều mắt ai rồi. Hơi béo quá. Hơi béo. Ừ. Nó to. Ăn thịt gì đâu? Ăn thịt gì đâu? Té nó. Có. Nó cay rùa đây. Nó cay rùa là ăn thịt vịt à? Nó cay rùa. Nó cay rùa. Bây giờ dân mang. Đây. Đây là cái món ngan xào lăn mọi người ạ. Đó. Thì bò miếng ngan xào lăn. Bây giờ cho là cái món ngan xào lăn này ngon nhở? Ngon đấy. Có cả xả thứ đầy đủ mà. Có cả. Cái này còn là lắng ở rau nó thơm vào nữa. Vâng. Ít rau cơm. Nghe mà. Cái này phải có cái rau rau gì đấy thì được chuẩn vào mới thơm nhưng mà ra đấy thì nó quên rau để trộn nó thơm là rau mùi tàu luôn, rau ngò gai.